Thế đấy mình sẽ nói về các cái cơ sở dữ liệu. Thì mục này mình sẽ không chia ra bởi vì mình nghĩ là các cơ sở dữ liệu mình giới thiệu đây nó cũng sẽ như nhau thôi. Thì mình nghĩ là các bạn có thể học hoặc là Microsoft SQL Server, hoặc là Oracle SQL, hoặc là học PostgreSQL thì nó cũng là tương đồng nhau, đó là Relational Database. Thì mình thấy không có cái nào nó nổi trội hơn hẳn cái nào cả. Học cái nào cũng được. Mình thì mình học xuất phát là từ Microsoft SQL Server và mình cảm thấy nó gần gũi hơn, bởi vì nó xuất phát từ Microsoft thì mình dùng Excel thì mình có thể tương tác dễ hơn, mình cài đặt dễ hơn. Nhưng mà cả ba tool thì đều ok, mình sẽ biết đây. Ngoài ra thì còn một kiểu database khác không phải là relational, đó là NoSQL. Thì như trong NoSQL thì có rất là nhiều loại, nhưng mình nghĩ các bạn nên học MongoDB. Tại sao thì chỉ vì là MongoDB rất là phổ biến, và nếu như các bạn là người mới học thì các bạn cũng sẽ không nắm quá sâu sự khác biệt giữa các loại NoSQL database, cho nên mình nghĩ MongoDB là một xuất phát điểm ok cho các bạn. Bạn không cần quan tâm quá nhiều các thứ khác, trừ khi mà bạn làm lâu và bạn lên level thì bạn bắt đầu nghiên cứu thêm. Tiếp theo mình muốn nói đến Anthrix. Đó là một data platform. Anthrix chỉ là một data platform, data processing tool có giao diện rất là dễ dùng, thân thiện với người dùng. Bạn có thể kéo các cái công cụ và thả vào trong cái canvas trong Anthrix thì nó rất là trực quan, và với những người không biết lập trình thì nó là một công cụ rất là tuyệt vời. Bởi vì khi mà bạn biết Excel thì bạn có thể dùng Anthrix rất là dễ dàng. Nó là được gọi là no code. No code tức là bạn không cần viết code, bạn chỉ cần có các tool có sẵn bạn thả vào. Ví dụ như bạn muốn filter duplicate, hay bạn muốn clean các cột, hay bạn muốn chọn một vài cột và bạn apply formula vào nó, thì nó cũng khá là giống Excel, nhưng mà nó mạnh Excel rất nhiều, bởi vì nó có thể apply các concept về vòng lặp vào trong Anthrix, và có rất nhiều cái tool phức tạp. Ngoài ra thì Anthrix còn có Python tool, tức là tất cả những thứ bạn làm với Python được bạn đều có thể làm trong một cái tool ở trong Anthrix. Như thế thì sức mạnh của Anthrix thì rất là đa dạng, vừa hợp với lại những người dùng mà không biết nhiều về lập trình, những người dùng gọi là business, chỉ dùng một cách đơn giản thôi. Nhưng nếu như bạn là một người dùng cao cấp, bạn biết rất nhiều thứ kỹ thuật phức tạp, thì bạn cũng có thể dùng Anthrix để sử dụng được. Thế bạn mới có một câu hỏi đặt ra là tại sao bạn lại muốn dùng Anthrix nếu như mà bạn muốn làm những cái phức tạp, mà tại sao bạn không dùng Python đi? Thì bởi vì sao? Bởi vì khi bạn làm những cái phức tạp mà bạn dùng Anthrix thì bạn vẫn có thể chia sẻ lại với những người dùng người ta không biết làm, nhưng họ có thể dùng được cái đấy, và khi người ta dùng cái mà bạn đã làm sẵn thì người ta có thể hiểu được. Thì Anthrix nhìn dễ hiểu hơn là Python. Thế, và sự phát triển của Anthrix thì hiện nay nó rất là mạnh, và tất cả các tập đoàn lớn như là EY, PwC, Microsoft đều có cái partnership với Anthrix để mà sử dụng tool của họ trong công việc. Thì job thì rất là nhiều như thế. Thế còn có học có dễ không thì tool này nó rất đắt tiền, nhưng các bạn có thể đăng ký, nếu là sinh viên thì được miễn phí 1 năm. Thế còn nếu mà không phải sinh viên thì có thể đăng ký dùng thử 30 ngày, nếu mà hết thì các bạn có thể dùng email hack đăng ký tiếp, cũng không vấn đề gì cả. Bởi vì nó có cái hỗ trợ dùng thử thì bạn có thể tập luyện trên máy rất là dễ dàng, nó trực quan, nó có hỗ trợ cái nền tảng học free rất là tốt. Mình lên trang web nó học thôi. Nhưng mà cái mình thấy hay nhất của Anthrix đó là nó cung cấp cái chứng chỉ cho bạn khi bạn thi 2 level đầu của nó free. Mình thấy chưa có một cái bên vendor nào mà họ cho chứng chỉ khi thi free cả. Nếu mà thi muốn có chứng chỉ đều phải nộp tiền và thi có proctor, tức là có người trông thi online. Còn đây bạn có trang web, bạn vào bạn thi, trượt thì tuần sau bạn lại thi tiếp, một tuần cho thi 1 lần, tối thiểu là phải nghỉ 7 ngày thì phải, nếu bạn trượt. Thì bạn cứ học online, bạn vào thi không được lại thi lại, thì 2 level đầu bạn có thể lấy được chứng chỉ có verify của Acclaim. Thì là mình thấy duy nhất chỉ có Anthrix là hỗ trợ cái mảng này, thì các bạn nên cực kỳ nên học nếu những người mới bắt đầu, bởi vì bạn có thể kiếm được một chứng chỉ free nhưng mà lại được verify và có giá trị toàn cầu với khả năng dùng Anthrix. Kể cả như là công ty bạn thi vào mà không có Anthrix, người ta cũng thấy là bạn có chứng chỉ một công ty có tên tuổi thì cũng có chất lượng hơn. Tiếp đến thì mình muốn nói về SaaS. SaaS thì cũng là một data platform mạnh hơn Anthrix một chút, và nó có bao gồm rất nhiều thứ, bao gồm cả storage, cả processing và visualization. Thì SaaS thì khởi nguồn từ những năm 1970, cho nên là khá là phổ biến. Ở những cái công ty lớn thì đều có SaaS vì nó lâu đời rồi.
Nhưng vấn đề là với job của SaaS thì thường sẽ yêu cầu bạn có bằng master, vì nó yêu cầu hơi liên quan đến học thuật một chút, nó hơi yêu cầu cao một chút. Hiếm khi mà người ta tuyển SaaS cho những người gọi là mới tốt nghiệp ra trường hoặc là ít kinh nghiệm. Như là cũng có, nhưng mình cảm thấy thì Antrix vẫn là một cái nền tảng mà dễ bắt đầu hơn. Còn SaaS thì thường yêu cầu là cho những người có kinh nghiệm hơn. Thế về việc học thì SaaS có hỗ trợ cloud free cho education, thì các bạn có thể vào đăng ký không cần phải email sinh viên cũng được. Nhưng mà nó sẽ hơi khó tiếp cận bởi vì nó chạy trên nền tảng Linux, thì những người dùng quen Windows từ bé như mình vào lúc đầu sẽ hơi thấy khó khăn. SaaS thì không còn phát triển mạnh nữa, bây giờ đang dần đi đến bão hòa rồi. Họ cũng đang cố gắng thay đổi để chuyển sang hướng sử dụng cloud và dùng no code low code như Antrix, tức là dùng tool để drag and drop chứ không phải là viết code như SaaS. SaaS code thì hơi khó hiểu và khó học. Nhưng mình thấy là có lẽ là bây giờ các công ty lớn thì vẫn dùng SaaS nhiều, nhưng mà cho những người mới học thì SaaS sẽ không phải là một cái công cụ quá là tốt. Nên mình sẽ chọn A for SaaS. Tiếp đến thì nói đến Databricks, cũng là một cái data platform, nhưng mà nó ý tưởng của nó là nó chạy gọi là MPP, tức là Massive Parallel Processing, tức là nó chạy data song song trên nhiều máy cùng một lúc. Tại sao lại như vậy? Thì để giảm thời gian mà bạn phải mất thời gian chạy một job ở trên một máy, thì bạn chia ra mỗi máy chạy 1/10 job, chạy 10 máy chạy xong rồi gộp lại thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và nó chạy trong memory, thì nó trong RAM ấy, rất là nhanh so với Hadoop. Hadoop thì là cũng là chạy song song trên nhiều máy distributed, nhưng mà lại chạy trên hard disk, tức là trên ổ cứng. Thì đối với Databricks thì job cũng nhiều và đang phát triển, và nó gọi là defector ở trong cái gọi là big data. Nhưng có một điều là Hadoop và Databricks thì không phù hợp với những người mà gọi là mới học về data, bởi vì nó yêu cầu nhiều kiến thức hơn về lập trình và cũng như hiểu về gọi là parallel processing, tức là distributed computing, tức là chia job vào nhiều máy khác nhau. Thế cho nên là nó sẽ khó học. Thì Databricks cũng có hỗ trợ học mà cái free cloud lesson cho bạn thực tập ở trên đấy, nhưng mà để mà học thì các bạn phải trả tiền cho Databricks khá đắt, $1,000 một khóa có 2 ngày thôi. Thì thường là không có ai bỏ tiền túi ra học cả, mà thường là các công ty sẽ tài trợ như bên đi học những khóa đấy. Cho nên mình không khuyến khích các bạn mới học Databricks, mình sẽ cho B thôi. Tiếp theo là Tableau. Tableau thì là công cụ được phát triển từ năm 2003. Thì nó rất là mạnh về mảng visualization, tức là biểu diễn đồ thị từ các dữ liệu. Tableau thì có một cái khởi nguồn sớm như thế, cho nên là có lượng khách hàng lớn của các công ty lớn họ dùng Tableau rất là nhiều. Thế nhưng mà gần đây thì đang bị chững lại một chút bởi vì sức phát triển mạnh của Power BI đến từ Microsoft. Thế Tableau thì có nhiều job và tất nhiên phải có công ty lớn mới có tiền mua Tableau thôi. Thế còn nếu những công ty mà họ mới mở thì họ thường họ sẽ không phải mới mở, là công ty mà họ mới bắt đầu nghiên cứu về cái phần mềm để mà biểu diễn dữ liệu ấy, biểu diễn đồ thị ấy, thì họ sẽ dùng Power BI, bởi vì thường là họ đã có license của Windows, của Office rồi, nên là mua thêm Power BI thì nó sẽ rẻ hơn để cho nhân viên của mình dùng. Cho nên là những công ty mới thì họ thường dùng Power BI. Thế cho nên là về job thì Tableau sẽ có nhiều job ở các công ty lớn, nhưng mà cũng sẽ yêu cầu cái nền kiến thức cao hơn Power BI một chút. Thì nó cũng là no code, nó có giao diện kéo thả trực quan, học khá là dễ. Và về gọi là mức độ phát triển thì cũng phát triển mạnh nhưng không thể bằng Power BI được. Nên mình nghĩ là mình cũng sẽ cho Tableau S trừ đi, nếu so với Power BI thì là S trừ. Và mình đã nói song song vì hai cái này gần như là một cái song song mình phải nói cùng nhau. Thì Power BI như mình đã nói là đến từ Microsoft, cho nên là mặc dù nó ra đời năm 2013, tức là 10 năm sau Tableau, nhưng mà vì có sự hậu thuẫn của Microsoft và Microsoft có kinh nghiệm để làm về Excel, Power Query, Power Pivot ở trong cái Excel trước đấy rồi, nên là thứ nhất là lượng người dùng của họ dùng Excel sẵn đã đông, nhưng khi mà họ chuyển từ Excel sang Power BI nó rất là dễ, bởi vì một khi bạn biết Excel thì bạn dùng Power BI gần như nó tương tự luôn, cách dùng nó không khác nhiều so với Pivot Table. Và job thì Power BI rất là mạnh, rất là nhiều, vì các công ty mà cũ họ đã dùng Tableau trước rồi, như công ty của mình họ dùng Tableau trước đấy, nhưng mà vì có quá nhiều yêu cầu dùng Power BI, bởi vì người dùng muốn dùng Power BI bởi vì họ quen với Excel rồi. Thế là mặc dù đã có Tableau vẫn phải mua license của Power BI để xây Power BI cho công ty dùng.
Đấy, còn những công ty mới mở thì họ sẽ không mở Tableau nữa bởi vì phải mua thêm một cái license đắt, trong khi mua Power BI thì có sẵn, gọi là không phải có sẵn mà họ sẽ được gộp deal với lại mua nhiều với lại Microsoft, được mua cùng với Office và Windows. Thì nói chung là Power BI job rất là nhiều. Và học thì cũng free, có e-learn từ Microsoft. À, chứng chỉ thì phải thi từ Microsoft. Phát triển rất mạnh nên mình sẽ cho S cho Power BI. Thì mình nghĩ là với cái list này thì mình sẽ tạm kết thúc ở đây. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể comment ở dưới. Và đây cũng chỉ là đánh giá chủ quan của mình thôi, nhưng mà do kinh nghiệm của mình thì mình mong là nó sẽ giúp ích được các bạn. Thế còn bây giờ các bạn hỏi là đánh giá như vậy thì bây giờ nếu bạn hoàn toàn mới đến, bạn nên học theo lộ trình như thế nào? Thì mình có một clip trước mình nói về cái lộ trình nên học như thế nào. Thế bây giờ mình có thể nói nhanh lại là bạn sẽ bắt đầu học từ Excel. Học Excel xong thì bạn sẽ học sang Power BI hoặc Tableau, nên học Power BI thì nó khá là gần gũi với Excel. Sau đó thì bạn học thêm một chút Android hoặc Python, nếu là cả hai thì càng tốt. Nhưng nếu như bạn không có Android, chẳng hạn công ty không bao giờ đủ tiền mua, nếu bạn ở Việt Nam chẳng hạn thì có khi bạn không cần học Android, bởi vì Việt Nam thì sẽ hiếm công ty mà có tiền mua Android về cho nhân viên dùng. Đó, và sorry, mình miss một cái quan trọng, đó là SQL. Thì mình nghĩ là nên học từ Excel, sau đó thì Power BI và SQL để học song song, hoặc là học cái nào trước cũng được. Và sau cùng thì học Python, bởi vì Python thì vẫn khó hơn mấy thứ kia. Đó, thì mình nghĩ đến một cái lộ trình cơ bản cho những bạn mới học. Hẹn cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn hãy subscribe để đón nhận những clip khác của mình nhé. Và like cho mình nữa. Bye bye.